Nếu một ngày bạn tỉnh dậy phát hiện mặt đất bị phủ bởi nham thạch, bạn sẽ làm gì để gọi những người bạn của mình dậy? Đơn dùng gậy để đánh thức bạn cùng phòng đang ngủ, một phát, hai phát, nhưng dù anh ta có đánh như thế nào, Kevin vẫn không có phản ứng gì. Không còn cách nào, anh ta chỉ có thể trèo lên ghế. Cầm cốc nước trên bàn trực tiếp hất sang, Kevin giật mình tỉnh dậy muốn xuống giường cho anh ta một trận, kết quả, chân của anh ta lập tức bén lửa. Trong lúc gào khóc thảm thiết, cả hai điên cuồng lao vào dập lửa. Kevin muốn dùng điện thoại kiểm tra nguồn gốc của nham thạch, kết quả anh ta không còn cách nào khác, muốn cầm ba lo lên thoát ra từ cửa sổ. Nhưng bên ngoài cũng giống như bên trong đều là một biển lửa. Lẽ nào thượng đế ăn thịt nướng quên tắt lửa sao? Không còn cách nào, hai người chỉ có thể đi ra từ phòng khách. Nhưng hành động của Kana trên sofa đã khiến hai người họ sợ mở cả mắt. Anh ta đang dùng nham thạch nướng bánh quy để ăn, vẻ mặt rất hứng thú hưởng thụ. Những phút sau, quả nhiên bị bánh quy nướng qua nham thạch đốt cổ. Có thể thấy Kana đã không còn trụ được bao lâu nữa. Hai người họ hoảng sợ, trong phòng bị nham thạch bao vây, Kana lại ngồi dùng nham thạch nướng bánh quy ăn, kết quả bị hôn mê. Bạn cùng phòng Kevin dựa vào ưu thế cơ thể, bám theo trần nhà giống như tắc kè tiến từng chút một, đu đưa theo quán tính. Cuối cùng cũng nhảy được lên sofa, được Kana dậy, sử dụng một phương pháp cấp cứu do một giáo viên âm nhạc dạy, một phát, hai phát, ba phát, thành công. Nhưng đơn bị dị vật trực tiếp bay vào miệng, nhìn có vẻ khá cay đấy. Nguy cơ tạm thời được giải quyết, nhưng một vấn đề khác lại xuất hiện, nham thạch ngày càng dâng cao, cứ như vậy sớm muộn họ cũng sẽ bị nhấn chìm. Bên này Đơn cảm thấy lo lắng, anh ta căn bản không thể đi qua sofa, muốn gọi Kevin giúp đỡ. Nhưng Kevin lại tức giận nói ai bảo bình thường cậu thà chơi game chứ không luyện tập. Đơn lúc này cũng tỏ ra giận dữ, nếu không phải lúc nãy tôi gọi cậu dậy, cậu sớm đã xong đời rồi. Hai người cãi nhau ầm ĩ, may mà Kana kịp thời ngăn họ lại, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, chỉ khi cùng lên đến gác mái chúng ta mới có hy vọng sống sót. Dưới sự hòa giải và cổ vũ của anh ta, ba người tràn đầy tự tin. Kana bình tĩnh đi trước, kết quả, đi quá vội vàng. Chỉ còn lại mình cánh tay. Đơn nén đau thương, tiếp theo, anh ta dẫm lên thi thể của bạn cùng phòng đi qua nham thạch. Người đàn ông này muốn với tay cầm phía trước, kết quả, nhìn thấy bạn cùng phòng bị nham thạch thiêu chết ngay trước mắt, Đơn vô cùng đau lòng, anh ta cảm thấy không thể để Kana hy sinh vô ích như vậy. Anh ta bảo Kevin đẩy thi thể qua, sau đó dẫm lên thi thể bạn cùng phòng, hai người sau một hồi cố gắng đã lên được phía dưới gác mái. Bên kia thi thể của Kana đã bị nham thạch tiêu hủy toàn bộ. Sau đó hai người họ cố gắng kéo thang máy phía trên gác mái ra, Kevin dùng lợi thế của cơ thể dễ dàng leo lên gác mái. Nhưng Đơn không chịu luyện tập, sức lực yếu ớt, cho dù Kevin có dùng tay kéo anh ta, nhưng cơ thể của anh ta vẫn lơ lửng giữa không trung, không cách nào lên được, cứ thế này anh ta sẽ rơi vào biển nham thạch bên dưới. Trước lúc chết anh ta nói với Kevin cậu là một người bạn cùng phòng rất giỏi. Mặc dù cậu đi đại tiện xong không rửa tay, sau khi ăn cơm lại rửa tay, nhưng tôi vẫn rất vui vì quen biết cậu. Sau đó ngón tay cuối cùng của hai người trượt ra, Đơn rơi xuống biển nham thạch cuồn cuộn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, Kevin bên trên cũng đau lòng hô hoán. Chuyển cảnh, bạn cùng phòng tức giận mở cửa phòng, Đơn đang không ngừng co giật trên mặt đất. Bạn cùng phòng hét vào mặt chửi với anh ta một trận, bây giờ là 3 giờ sáng, ba người thần kinh các cậu không để người khác ngủ sao? Sau khi trút giận xong, bạn cùng phòng vào phòng đóng sập cửa lại. Thì ra tất cả mọi chuyện đều là ba người họ tưởng tượng ra, để bày tỏ sự hối lỗi, cuối cùng họ đã dọn dẹp nhà, đánh nhà vệ sinh giúp mọi người. Hẹn gặp lại các bạn.